đi SE4 nha các bạn, chuẩn bị lên tàu. Tàu 7:45 là chuyển bánh nha các bạn. Bây giờ là 7:20. Mình đi ra Hà Nội các bạn. Mình có gửi chiếc xe Winner 150 mình ra Hà Nội trước rồi. Mình ra Hà Nội mình sẽ lấy xe và vượt Tây Bắc luôn. Lý do là chuyến phượt này có chở theo xã yêu các bạn, thành ra mình đi xe lửa ra Hà Nội cho nó đỡ một đoạn đường. Trở lại là miền Trung đổ về, như là từ Quảng Bình, Hà Tĩnh đổ về miền Nam là mình cũng đã đi khám phá hết rồi. Do đó là mình bỏ cái đoạn từ đây ra miền Trung nha các bạn. Từ Hà Nội mình sẽ đi ra ngoài Hà Giang, sau đó là mình khám phá tới Đại Lãnh Đèo. Thì chương trình đi là mình cũng chưa biết là lịch trình mình sẽ đi tới đâu, mình đi tới đâu là mệt mình nghỉ các bạn. Do đó là cũng lịch trình là mình cũng chưa biết dừng chân điểm nào điểm nào. Mời các bạn lên tàu lửa tham gia chuyến hành trình thiệt vượt Tây Bắc với mình nha các bạn. Mình đi cái toa số 11 các bạn. Còn ở đây toilet cũng luôn rất là ok. Toilet đây nha các bạn, phòng rửa mặt, toilet đây. Phòng máy lạnh rất là mát các bạn. Tàu. Vâng, có hỏi nữa hả? Nó ra hồi nãy á. Hả? Ra hồi nãy có bị sao gì, bị gì gì đó, tùm lum. Nhưng mà nó có đẩy xe tới đây nó bán mình á. Nó ra rồi xuống canh tiền. Khoảng giữa tàu á. Đây là xã yêu mình đây các bạn. Đây là cho xã yêu mình đi Tây Bắc luôn. Đi phượt Tây Bắc luôn nha các bạn. Thì cái phòng mình là 4 giường. Là cũng có phục vụ nước uống, cũng có bông hồng này chắc bông hồng giả quá. Bông này bông giả các bạn. Bông giả ai đâu, bông tư thay rồi. Mà mua vé VIP á bông tươi. Mà mùa này hè nó không có bán vé VIP. Đây về phòng 4 giường. Đi thẳng luôn cái giọng vậy. Rồi tàu mình chuyển bánh rồi các bạn. Chuyển cửa luôn. Tôi nằm đây luôn. Rồi. Xuất phát rồi các bạn ơi.
bánh mì bách gia nha các bạn. Ê, bánh mì chà bông. Rồi các bạn ăn bánh mì nha, đói bụng rồi. Này ăn chắc năm que mới no các bạn ơi. Cũng có lý quá.